Đội tuyển Mỹ nhập cuộc khá tốt nhưng từ một tình huống cố định, họ đã phải nhận bàn thua. Người ghi bàn cho Colombia là hậu vệ Zapata với một cú sút không thể cản phá. Sau bàn thắng này thì Colombia chủ động chơi chậm để chờ đợi sai lầm của đối thủ và điều đó thì cũng đến vào cuối hiệp 1. Từ tình huống chạm tay của Jetlin, James Rodriguez đã nới rộng cách biệt lên thành 2-0 trên chấm phạt đền. Trong những phút còn lại thì hai đội không có thêm bàn thắng nào. Thắng trận mở màn là một lợi thế cho Colombia nhưng họ lại phải chịu tổn thất về mặt lực lượng khi James Rodriguez đã gặp phải một chấn thương vai ở cuối trận.